xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn ca khúc mới nhất của Thai, đó chính là ca khúc Scientist nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Bin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Bin nha. Và đừng quên nhấn vào cái chuông ở đây để mỗi khi Bin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học như thôi. Ok, đầu tiên mình sẽ để trái tim như thế này và mình sẽ bật qua Dạ, tắt and lên. Hai tay mình sẽ mở ngang. Sau đó mình đá chân bên phải lên là tay bên phải mình xuống ha. And tắt và ngược lại với bên trái. Sau đó là ở giữa cũng là đi hai cái chân đó luôn. Mình đếm lại nha. And tắt, and tắt, and tắt, and tắt. Rồi, mình sẽ đếm lại nha. 5, 6, 7, chà, chà, chắc. Bùm chắc, bùm chắc, bùm chắc, bùm dừng. Sau đó mọi người sẽ quay phần tay về như thế này. Phần tay bên phải mình từ trên, mình sẽ cuộn xuống dưới như thế này. Và mở ra một cái là mình sẽ mở phần ngực của mình ra ha. And chắc. Sau đó mình sẽ nhảy tay lên và ụp lên như thế này. Một tay bên, hai tay đều, mình sẽ ụp cái bàn tay của mình xuống như thế này. Và tay bên trái mình sẽ để ở dưới và tay bên phải mình sẽ để ở trên ha. Rồi chân của mình sẽ là nhảy cùng lúc với cái tay mình mở ra. Bùm chắc. Rồi sau đó mình sẽ dòng lên đổi bên. Rồi mình đưa ngón tay ra như thế này. Chưởng và chưởng. Phần hông của mình sẽ đánh ra ngoài. Ok. Sau đó mình sẽ nhảy hai chân vô và phần tay của mình sẽ để lên trán và quanh. Trán và quanh. Ok, mình nhớ lại 2, B, and chùm chắc, chùm chắc. Sau đó mọi người sẽ để hai ngón tay ra như thế này nè. Rồi mình đẩy ra hai lần. Nhúng, nhúng, khúc này mình sẽ nhúng người một cái và mình nhảy vô. Rồi, sau đó mình sẽ để tay ra như thế này, bùm bùm, cũng nhảy vô như vậy luôn ha. Chùm chùm vô. Ok, sau đó mình sẽ nhảy qua như thế này để cái tay chống cằm và lắc cái phần đầu qua bên, phía bên trái của mình. Bùm bùm. Rồi mình hất tóc nhẹ một cái nè. Phần chân mình sẽ móc lên và để hai ngón tay dấu lai như thế này. Và mình sẽ kéo và kéo qua như thế này. Ok. Rồi mình sẽ đếm lại một lần nha. 5, 6, 7, chùm chắc. En. Bùm hấp, bùm hấp, bùm hấp, bùm hấp, chùm chùm ấp. Hít en, bùm bùm chắc. 1 và 2. Chùm chắc, lên lên dừng, ra ra dừng. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Sau đó mọi người sẽ để cái phần tay như thế này, mình chạy lên như thế này. Lên 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 và nhúng. 1, 2, phần hông của mình sẽ đánh qua bên phải và phần tay mình bung lên một cái. Rồi lần cuối cùng là mình sẽ vuốt 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 vuốt. Cũng là cái tay đó mình sẽ đập lên người như thế này ha. Rồi mình đặt tay What you waiting for là phần hông của mình sẽ đánh qua. What you waiting for. Ok. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. Chuẩn bị nha mọi người. Và thế là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc mới nhất của Thai Scientist rồi. Thì mình rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy thắc mắc hoặc là muốn Bin làm video hướng dẫn nào mới thì hãy comment ngay bên dưới để cho Bin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share video này giúp Bin nha. Video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.